Chào mừng các em đến với chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường. Cô tên là Phạm Thị Kim Ngọc, cô đến từ trường Trung học Cơ sở Tân Bình. Ngày hôm nay cô lại quay trở lại với các em trong chương trình Toán 8 phần đại số học kỳ 2, đó chính là bài số 3 phương trình đưa được về dạng AX cộng B bằng 0. Nội dung của bài học gồm 3 phần. Phần thứ nhất, phương trình có hai vế là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn. Phần thứ hai, phương trình có mẫu là số. Và phần thứ ba là chú ý. Trước khi đi vào phần một nhỏ, cô và các em cùng ôn lại phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng AX cộng B bằng 0, trong đó AB là hằng số, A khác 0. Như vậy, làm thế nào để giải được những phương trình đưa được về dạng AX cộng B bằng 0? Cô và các em cùng tìm hiểu ở phần một nhỏ là phương trình có hai vế là hai biểu thức hữu tỉ chứa ẩn. Chúng ta đi vào phần một nhỏ, phương trình có hai vế là hai biểu thức hữu tỉ chứa ẩn. Cách giải như sau. Bước thứ nhất, thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc. Bước thứ hai, các em chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, còn hằng số thì sang vế bên kia. Bước thứ ba, các em thu gọn và giải phương trình nhận được. Như vậy, để hiểu rõ hơn về các cách giải của dạng một, cô và các em cùng đi vào phần ví dụ. Ví dụ giải phương trình 7 cộng 2x bằng 22 trừ 3x. Ở đây các em nhận thấy rằng phương trình này không có dấu ngoặc, do đó chúng ta tiến hành sang bước thứ hai là chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, còn hằng số thì sang vế bên kia. Trừ 3x chuyển vế là cộng 3x, cộng 7 chuyển vế là trừ 7, 2x cộng 3x là 5x, 22 trừ 7 bằng 15, 15 chia 5 bằng 3. Như vậy các em kết luận nghiệm của phương trình là 3. Để hiểu rõ hơn về dạng 1, cô và các em cùng đi vào phần ví dụ thứ hai. 2x trừ cho đa thức là 3 trừ 5x bằng 4 nhân cho đa thức x cộng 3. Ở đây có dấu ngoặc cho nên chúng ta thực hiện thêm bước thứ nhất là bước thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc. Trước dấu ngoặc là dấu trừ, do đó các em phải đổi dấu tất cả các hạng tử bên trong. 2x trừ 3 cộng 5x. Bên đây chúng ta tiến hành nhân đơn thức và đa thức 4x cộng 12. Chúng ta sang bước thứ hai là chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, còn hằng số thì sang vế bên kia. 2x cộng 5x trừ 4x, 12 cộng 3, 2x cộng 5x là 7x, 7x trừ 4x là 3x, 12 cộng 3 là 15, 15 chia 3 là 5. Như vậy các em kết luận nghiệm của phương trình là 5. Do đó trong dạng số 1, các em đã tìm hiểu thế nào là phương trình có hai vế là hai biểu thức hữu tỉ của ẩn và các cách giải của dạng 1. Cô chốt lại các cách giải của dạng 1. Bước thứ nhất là các em thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc. Bước thứ hai là các em chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, còn hằng số thì sang vế kia. Bước thứ ba là các em thu gọn và giải phương trình nhận được. Trong thực tế, các em còn gặp một số phương trình có mẫu là số. Như vậy, để biết cách giải của phương trình có mẫu là số, cô và các em cùng đi vào phần hai nhỏ, phương trình có mẫu là số. Phương trình có mẫu là số có những bước giải như sau. Bước thứ nhất, các em quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức. Bước thứ hai, các em thực hiện phép tính và chuyển vế đưa phương trình về dạng AX bằng B. Bước thứ ba, các em kết luận nghiệm là X bằng B phần A. Để hiểu rõ hơn về phương trình có mẫu là số, cô và các em cùng tìm hiểu ở phần ví dụ. Ví dụ giải phương trình trừ x phần 2 trừ x phần 3 bằng 2. Ở đây phương trình có mẫu là số 2, 3, 2 này là 2 phần 1. Như vậy muốn giải được phương trình này thì các em tiến hành quy đồng và khử mẫu. 2, 3, 1 thì các em sẽ chọn mẫu chung là 6. 6 chia cho 2 là 3, 3 nhân với trừ x là trừ 3x. 6 chia cho 3 là 2, 2 nhân với trừ x là trừ 2x. 2 là 2 phần 1, 6 chia 1 bằng 6, 2 nhân 6 bằng 12, trừ 3x trừ 2x bằng trừ 5x. Như vậy x sẽ bằng trừ 12 phần 5. Do đó chúng ta kết luận nghiệm của phương trình là trừ 12 phần 5. Cô chốt lại dạng số 2, phương trình có mẫu là số. Bước thứ nhất là các em quy đồng và khử mẫu. Bước thứ hai là các em thực hiện những cái phép biến đổi đưa phương trình về dạng AX bằng B. Bước thứ ba là các em kết luận nghiệm là X bằng B phần A. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần ba nhỏ chú ý. Cô và các em cùng đi vào phần chú ý. Chú ý thứ nhất,
Khi giải một phương trình, ta thường tìm cách biến đổi đưa phương trình đó về dạng đã biết cách giải. Đơn giản nhất là dạng AX cộng B bằng 0. Việc bỏ dấu ngoặc hay quy đồng mẫu chỉ là một trong những cách thường dùng. Trong thực tế, các em còn có những cách biến đổi khác đơn giản hơn. Cô trở lại phần ví dụ. Trừ x phần 2 trừ x phần 3 bằng 2. Ngoài cách giải quy đồng và khử mẫu, chúng ta còn có cách giải như sau. Ở đây các em nhận thấy x. Như vậy các em sẽ đặt nguyên tử chung là x. Trong ngoặc các em còn trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 2 trừ 1 phần 3 bằng trừ 5 phần 6. 2 chia cho trừ 5 phần 6 bằng trừ 12 phần 5. Như vậy các em kết luận nghiệm của phương trình là trừ 12 phần 5. Bây giờ cô và các em cùng đi vào phần chú ý thứ hai. Chú ý thứ hai, quá trình giải có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x. Để hiểu rõ hơn về chú ý thứ hai, cô và các em cùng đi vào các ví dụ như sau. Ví dụ giải phương trình x cộng 1 bằng x trừ 1. Chúng ta tiến hành chuyển vế và đổi dấu. X trừ x bằng trừ 1 trừ 1. X trừ x là 0 nhân x, trừ 1 trừ 1 là trừ 2. Như vậy các em kết luận là phương trình vô nghiệm. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. X cộng 1 bằng x cộng 1. Chuyển vế và đổi dấu. X trừ x bằng 1 trừ 1. X trừ x là 0 nhân x, 1 trừ 1 là 0. Như vậy các em kết luận là phương trình có vô số nghiệm. Nội dung chú ý. Chú ý thứ nhất, phương trình đưa về dạng đã biết cách giải. Đơn giản nhất là dạng AX cộng B bằng 0. Chú ý thứ hai là quá trình giải có thể dẫn đến hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó phương trình có thể vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x. Nội dung của bài học gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phương trình có hai vế là hai biểu thức hữu tỉ chứa ẩn. Các cách giải. Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc. Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, còn hàng số thì sang vế kia. Bước thứ 3, thu gọn và giải phương trình nhận được. Dạng phương trình thứ hai, phương trình có mẫu là số. Bước thứ nhất, các em quy đồng và khử mẫu. Bước thứ hai, thực hiện phép tính, đưa phương trình về dạng AX bằng B. Bước thứ ba, kết luận nghiệm là X bằng B phần A. Nội dung thứ ba là chú ý. Ta thường đưa phương trình về dạng đã biết cách giải. Quá trình giải có thể dẫn đến hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó phương trình vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x. Nội dung của bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.